Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại kênh Tân Cảng Decor. Mình là Bảo, hôm nay thì bên mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái, như mọi người thấy là trước mặt mọi người đang là một cái bộ bàn ăn gấp gọn, được sử dụng phụ kiện gấp gọn. Cái bộ phụ kiện gấp gọn này nó được ứng dụng khá phổ biến trong một vài cái sản phẩm như là mobile home, những chiếc xe, thì chúng ta có được một cái không gian ăn uống. Thứ hai là ở kết hợp với những căn bếp, với những căn hộ hoặc là chung cư với diện tích nhỏ, để chúng ta có thể là có được một cái bàn ăn mà có thể là thu gọn được, tiết kiệm diện tích khi mà không có nhu cầu sử dụng. Cũng như là như trước mặt các bạn đây, thì đây là lại là một cái mini bar. Mini bar này thì thường sử dụng trong khách sạn, thì với những cái phòng mà phòng nhỏ thì chúng ta vẫn có thể sử dụng một cái mini bar như thế này, để vừa có thể là để được tủ lạnh, để được những cái vật dụng ở phía trong tủ, và vẫn có được một cái bàn ăn bố trí cho khách hàng sử dụng. Thì cái bộ này sẽ đi kèm là cái phần này là phần chúng ta sẽ thực hiện thi công, còn cái phần phụ kiện gấp gọn chính là cái phần này, chính là cái phần hỗ trợ. Đây, trước mặt các bạn là cái bộ phụ kiện xếp gọn. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu về các cái chi tiết của cái bộ phụ kiện này, để các bạn theo dõi là một bộ phụ kiện nó sẽ gồm những gì. Thì đầu tiên thì cái bộ phụ kiện này nó sẽ được đóng trong một cái hộp vỏ bọc, một hộp giấy. Thì cái hộp giấy này thì cũng bình thường thôi. Rồi bên trong thì nó sẽ có những cái phần mút định hình như thế này, để có thể là bảo vệ được cái phụ kiện trong quá trình mà vận chuyển, lắp đặt, vận chuyển mà khi chúng ta mua. Thì phụ kiện bên trong nó sẽ gồm là hai cái ray dẫn hướng hai bên. Thì cái bộ phụ kiện này, bộ ray này nó là được làm bằng nhôm định hình rất là cứng cáp. Thì cái dòng sản phẩm này nó sẽ có những cái kích thước khác nhau, để tùy theo cái nhu cầu sử dụng, rất sử dụng của các bạn, để tạo ra những sản phẩm khác nhau. Giống như cái bộ của mình hiện tại đây đang là bộ 1450. Bộ 1450 này thì khi mà chúng ta sử dụng được tối đa diện tích mặt bàn là 1450, là khi mà chúng ta làm một cái dạng bàn là bàn ăn độc lập. Còn nếu mà chúng ta làm để kết hợp với một cái thùng mini bar như thế này, hoặc là làm kết hợp với tủ bếp dưới, thì mặt bàn đó sẽ được làm với cái độ dài là khoảng cỡ tầm 1m2. Phụ kiện sẽ gồm hai cái ray bằng nhôm định hình rất là cứng cáp. Một thanh để chúng ta giới hạn bề ngang, để canh theo đường bề ngang. Cái thanh này nó sẽ giúp cho cái việc khi chúng ta lắp đặt một phần ray vào trong thùng, cái phần còn lại nó sẽ định vị cái bề ngang của cái ray, để khiến cho cái ray mình có thể là tinh chỉnh ra vào, để làm sao mà cái ray nó có thể là trượt được song song, khiến cho giúp cho cái việc là chúng ta vận hành nó được trơn tru. Thì cái ray này chúng ta có thể tăng giảm được tùy theo cái kích thước thùng mà chúng ta sử dụng. Một bộ phụ kiện nó rất là đầy đủ, gần như là bộ phụ kiện này thì những cái trang bị như là ốc vít này, hướng dẫn sử dụng, lục giác khóa, bánh xe và bản lề chữ thập. Thì tất cả các phụ kiện đi kèm thì gần như là đầy đủ hoàn toàn, thì chúng ta chỉ cần mua về và sử dụng. Thì bản lề chữ thập loại này dành cho cái sản phẩm mặt bàn từ 17 tới 18 mm, nó là những cái dạng vật liệu mà rất là phổ biến, như là dạng tấm, như là tấm ghép gỗ ghép này, tấm plywood, tấm MDF hoặc là MFC. Đây, thì trang bị đi kèm của chúng ta là sẽ có là 4 cái bản lề như thế này. Thì với những cái chi tiết cái phụ trợ đi kèm á, thì mình đánh giá, đầu tiên thì mình sẽ đánh giá về cái mức độ đầy đủ. Thì cái trang bị đi kèm vô cùng đầy đủ, rất là đầy đủ, gần như là các bạn có thể dễ dàng build được một cái sản phẩm như thế này một cách rất là đơn giản. Thứ hai là về cái phần chi tiết, về cái mức độ hoàn thiện.
Thì với những cái bánh xe này, những chi tiết ốc vít hoàn thiện rất là cao, những cái độ hoàn thiện cao cũng như là cái chất lượng sản phẩm là mình đánh giá là nó rất là cứng cáp, để đủ cho cái việc là chúng ta có thể là vận hành cách thường xuyên. Giống như nếu như đây là một cái căn hộ của mình đi, thì cái việc là trung bình hàng ngày khi mình đi làm về mà mình sử dụng mặt bàn thì nó cũng phải tần suất cũng từ 3 tới 4 lần một ngày. Thì với cái việc là chúng ta có sử dụng cái tần suất liên tục như vậy, thì với cái chất lượng của sản phẩm như thế này thì mình tin rằng nó vẫn đảm bảo được cho cái việc là chúng ta có thể sử dụng thường xuyên. Thì phần ray cũng được làm rất là cứng cáp. Thực ra thì về cái thông số chịu tải á, thì nhà sản xuất cũng không cung cấp một cách chính xác, nhưng mà để có thể minh họa được cái sự cứng cáp của cái phụ kiện này thì bây giờ mình sẽ ngồi lên cái bàn này để các bạn xem. Thực ra thì mình cũng sẽ lưu ý là cái việc mình ngồi lên là để minh họa được cái sự cứng cáp, thể hiện được cái độ cứng của bộ ray này. Chứ về cơ bản thì bộ ray này là một bộ ray để chúng ta làm cái bàn gấp gọn tiện lợi, chứ không phải để chúng ta làm ghế. Thành ra là nếu như anh em mà xem cái video mình thì cảm thấy cái này nó rất là cứng cáp mà anh em dùng để anh em làm ghế thì nó cũng không đúng mục đích cho lắm. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ thử tải cho anh em xem. Thế mình sẽ kéo ra tối đa và mình sẽ thử tải cho anh em xem. Đó, thì như các bạn thấy thì cái khả năng chịu lực của cái ray nhôm này nó rất là cao, bởi cái sự dày dặn của thanh nhôm, độ dày nhôm rất là cao. Và nhôm định hình thì với cái độ mà gia công chi tiết chính xác thì nó cũng giúp cho cái việc là vận hành rất là dễ dàng. Đây thì cách thức là nó sẽ gồm 3 tấm mặt được liên kết bởi bản lề chữ thập. Nó giúp cho cái việc mà khi chúng ta xếp gọn này đó, thì nó sẽ rất là phẳng phiu. Đó, như các bạn thấy thì hiện tại đây là một cái mini bar mà mình làm cho khách sạn. Thì với một cái mini bar như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng là lấy ra để sử dụng bữa trưa, bữa tối hoặc là trà, cà phê. Trong này nó hiện tại cái tủ của mình đang làm á, là nó có cái chiều sâu, mình sẽ khoan nó tới chiều ngang mà mình nói tới chiều sâu trước. Thì chiều sâu nó hiện tại đang rơi tầm là 60 cm, thì nó tương đương với một cái độ sâu bếp tiêu chuẩn. Thì với cái độ sâu này á, thì chúng ta có thể dễ dàng ứng dụng vào một cái bếp dưới cũng như là một cái mini bar để chúng ta có thể là bố trí được một cái tủ lạnh ở bên trong. Thì bây giờ sau cái phần giới thiệu tổng quát thì mình sẽ đi vào chi tiết cũng như là chia sẻ một số kinh nghiệm mà khi chúng ta sử dụng cái bộ phụ kiện này để tạo ra cái sản phẩm của mình. Mời các bạn theo mình vào chi tiết. Bây giờ xin mời mọi người cùng với mình đi vào chi tiết. Thì mình sẽ chỉ cái vị trí của từng cái phụ kiện khi mình lắp vào đây để cho các bạn theo dõi. Đầu tiên mình sẽ mở cái bàn này ra. Thì cái bàn này mở ra được là nhờ phía dưới này nó sẽ có bánh xe. Đây, như các bạn có thể thấy là đây là bánh xe đi kèm thì nó sẽ ở đây. Thì qua cái bánh xe này thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn là cái phần này nè. Cái phần này khi mà chúng ta thi công á, thì chúng ta sẽ thi công làm sao để cho cái bề ngang này nó đủ độ rộng để chúng ta bắt bánh xe. Đó, như này. Thì nó sẽ có bánh xe ở đây. Trước mặt các bạn là sẽ là bộ ray. Chính là phần này. Thì trong cùng này nó sẽ có 3 cái lỗ được định vị sẵn để chúng ta có thể là bắt vào cái hông tủ. Đây là bản lề chữ thập. Thì bản lề chữ thập sẽ được chúng ta bắt ở đây. Đây, thì nếu các bạn theo dõi ở phần này này thì hiện tại nó đang còn một cái độ hở nhỏ giữa hai cánh. Thì có nghĩa rằng là cái bản lề chữ thập này nó hỗ trợ tối đa cho chúng ta là sử dụng cái loại ván là 18mm như là plywood hoặc là MFC. Đó, 17 hoặc là 18. Thì nếu các bạn làm dày hơn thì cái bản lề này nó sẽ không thể nào mà ép sát được. Thì các bạn lưu ý cái thông số như vậy để chúng ta chọn cái loại vật liệu cho nó phù hợp. Thì cái bản lề này nó sẽ là
hai cái bắt ngược nhau để giúp chúng ta có thể là gặp lại một cách rất là gọn gàng. Đó, như thế này. Khi mở ra thì cũng rất là đơn giản. Thì cái thông số của cái bản lề thì chúng ta sẽ sử dụng mũi phay đường kính là 12 ly. 12 ly 7. Từ 12 ly tới 12 ly 7. Tiếp theo thì nó sẽ có một cái thanh dằn, một cái thanh dằn. Thì trước khi mà mình lắp cái phần này vào, trước khi mình lắp phần khung đế đỡ bánh xe vào và mặt cánh vào, mặt bàn vào, thì chúng ta sẽ bắt cái ray này vào hai hông thùng. Sau đó mình sẽ bắt cái phần này ở trong này, và chúng ta sẽ dùng khóa lục giác để chúng ta mở ra. Ở đây đó chúng ta, đây là các bạn sẽ thấy là những cái vị trí lục giác này, chúng ta sẽ mở ra và điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp với cái bề ngang tủ của chúng ta đây, và sau đó thì mình sẽ khóa lại. Thì khi mình làm cái việc này thì nó sẽ giúp cho cái ray của chúng ta nó được định hình, hai đầu nó được định hình vào trong thùng tủ, và hai đầu nó sẽ được khóa ở đây để giúp cho cái ray nó sẽ là di chuyển song song, giúp chúng ta có thể là dễ dàng mà kéo ra kéo vào. Thì chính là cái chi tiết này. Thì đây cũng là cái chi tiết nó sẽ tạo ra cái giới hạn của cái bề ngang tủ. Thì với cái bộ phụ kiện này, dựa theo kinh nghiệm của bên mình thi công á, thì mình thấy rằng là nó sẽ thích hợp ở cái khoảng thông số là bề ngang tối thiểu. Bề ngang tối thiểu tức là nó sẽ không thể nào nhỏ hơn được nữa. Thì bề ngang tối thiểu nó khoảng là cỡ tầm là 72 phủ bì thùng, 72cm, 720, tối đa là 960. Thì chính là cái bề ngang tối đa mà chúng ta có thể là cơi nới cái phần này ra. Vì nếu vượt quá thì mình sẽ, nếu mà vượt quá thì vẫn có thể được, thì nhưng mà khi đó chúng ta sẽ không sử dụng được cái bộ phụ kiện này, thì cái việc tối ưu cho cái bộ phụ kiện này nó sẽ không còn nữa. Đó là những cái thông số đáng lưu ý. Tiếp theo thì sẽ là cái thông số, chia sẻ về thông số mặt bàn. Thì mặt bàn, nếu như mà các bạn làm sử dụng mặt bàn, mặt bàn thì nếu như mặt bàn thông thường thì nó sẽ không nằm trong cái thùng này, và nó chỉ là một cái bàn chúng ta xếp gọn thôi. Thì với bộ phụ kiện thông số 1450 này thì chúng ta có thể làm 3 cánh, tổng 3 cánh là 1450, thì nó sẽ là được tối đa cái chiều dài sử dụng. Tuy nhiên nếu như các bạn làm lọt vào trong một cái thùng như một cái mini bar hoặc là một cái bếp, thì chúng ta không thể nào sử dụng được cái diện tích tối đa. Đầu tiên là vì cái việc diện tích tối đa cái phần này nó sẽ đi vào sâu trong này, thì cái việc sử dụng là không được. Thứ hai thì chúng ta sẽ có cái tình trạng là nếu như nó dài ra thì chúng ta không thể nào mà thao tác đưa vào đây được, vì nó sẽ cắn cái thành này. Vì vậy thì với cái bộ phụ kiện này, khi chúng ta sử dụng là một cái mặt bàn độc lập thì chúng ta có thể sử dụng được tối đa cái chiều dài của phụ kiện. Nhưng nếu các bạn làm trong một cái hệ kính như là tủ bếp dưới, tủ đồ khô hoặc là một cái mini bar, thì chúng ta sẽ giới hạn cái phần này nó di chuyển vào trong khoảng cỡ tầm 10 tới 15cm. Thì tương đương là hiện tại với bộ phụ kiện 1450 này thì mặt bàn của mình tối đa tính cả phần lọt vào trong này đang là 1200, tương đương 1m2. Thì cũng là một cái lưu ý khi các bạn sử dụng cái bộ phụ kiện này, chính là cái việc chúng ta sẽ làm cái mặt ngoài cùng nó có độ rộng bề ngang lớn hơn hai mặt còn lại khoảng tầm 10mm. Đây chính là lý do mà chúng ta làm to hơn. Thì nếu như các bạn sử dụng là ba cánh bằng nhau thì việc các bạn lắp bản lề nó cũng sẽ diễn ra một cách bình thường. Tuy nhiên khi mà chúng ta làm đây, các bạn có thể theo dõi ở đây, nó sẽ cái lề nó sẽ nhô ra. Thì nếu như mà chúng ta làm ba cánh bằng nhau thì bắt buộc là cái mặt dưới này nó sẽ phải hở ra một khoảng so với mặt cánh, để khi chúng ta bắt mặt cánh vào, cái cánh nó không chạm vào cái lề. Thì như vậy thì thực ra nó vẫn bình thường, nhưng mà khi chúng ta mở cái bàn ra thì nó sẽ có một cái khoảng hở ở giữa mặt bàn và mặt cánh. Thì mình nghĩ rằng như vậy nó sẽ không đẹp. Thành ra là bên mình làm là cái phần này, cái tấm đầu tiên, tấm phít này nó sẽ to hơn hai tấm này 1cm. Tiếp theo là bề rộng của tủ, bề rộng của cái mặt bàn. Thì bề rộng mặt bàn thì tùy theo cái bề ngang mà chúng ta sử dụng lọt lòng tủ, thì các bạn sẽ lấy cái bề ngang lọt lòng trừ đi 3 phân, tức là chúng ta sẽ có khoảng hở là 1,5 phân mỗi bên, 15mm mỗi bên. Đầu tiên nó sẽ giúp cho cái việc là dễ dàng chúng ta thao tác. Thứ hai á,
là nếu như mà bề ngang này nó to ra thì khi mà chúng ta thao tác, chúng ta gấp vào, đẩy vào thì nó sẽ dễ va chạm cái cạnh này với cái phần phụ kiện ray phía trong này. Đây thì nếu các bạn có thể thấy được là đây, thì hai cái phần này hay là hai phần đỉnh thì nó đang là cao hơn. Thì nếu mà như chúng ta làm cái bề ngang này nó lớn quá, nó lấn ra phần ngoài này, thì khi chúng ta đẩy vào thì cái cạnh ván nó sẽ đụng vào đây. Thì vì vậy chúng ta sẽ làm thu lại 1.5 phân, thì cái cạnh va, cạnh mặt bàn chúng ta sẽ nằm từ cái điểm này đổ vào đây. Thì cái việc mà chúng ta thao tác di chuyển ra vào nó sẽ diễn ra một cách dễ dàng hơn. Thêm một cái lưu ý nữa là như các bạn biết, như mình giới thiệu ở phần đầu, thì cái phần phụ kiện này nó sẽ có 3 cái lỗ này để mình bắt vít từ đây đi qua hông tủ. Thì như các bạn biết là để mà tối ưu được một bộ phụ kiện, thì cái việc cái bộ phụ kiện này mình đánh giá là về cái khả năng chịu lực, về cái độ chính xác cứng cáp thì rất là tốt. Tuy nhiên nếu như một cái bộ phụ kiện tốt mà các bạn bắt vào một cái nền không đủ tốt thì nó cũng sẽ không phát huy được tối đa. Như hiện tại thì các bạn có thể theo dõi ở trong này, thì mình hiện tại là mình đang bắt trực tiếp đó. Thì lý do mình bắt trực tiếp là để các bạn có thể trực quan dễ dàng theo dõi. Tuy nhiên nếu như mà một cái công trình thực tế thì chúng ta sẽ không bắt trực tiếp như vậy, mà các bạn nên có một cái thanh đỡ như thế này. Đầu tiên là khi chúng ta bắt cái thanh đỡ như thế này á, là nó sẽ giúp chúng ta dễ dàng định vị được cái vị trí để chúng ta khi chúng ta lắp ráp nó được dễ dàng hơn. Thứ hai thì với cái bề mặt tiếp xúc lớn như thế này thì mình bắt vào đây thì nó sẽ trợ lực một phần, giúp cho cái việc là cái mặt bàn này nó sẽ được tải lực xuống cái điểm này. Thì đây là một trong những cái kinh nghiệm mà bên mình khi mà lắp đặt thì bên mình thấy rằng là chúng ta nên có phần gia cố như vậy đó. Còn bên này chính là cái phần khung và mặt bàn. Đó, như các bạn thấy thì thực ra nó cũng rất là đơn giản, nó sẽ gồm một cái phần khung bề ngang là 7 cm, đủ để chúng ta bắt được bánh xe. Đó, đủ để chúng ta bắt được bánh xe chẳng hướng. Cái này bên mình làm cũng đơn giản là một cái khung có hai cái mặt này. Thì đầu tiên là hai cái phần này nếu mà ở độc lập so với cái khung thì nó chính là cái phần để giúp cho cái khung nó ca được, nó không bị lung lay. Thứ hai là cái phần này cũng sẽ là cái phần để chúng ta dễ dàng canh chỉnh và bắt cái mặt vào, giúp cho cái việc liên kết giữa cái mặt và cái khung được chính xác hơn. Nếu như mà các bạn sử dụng cái phần khung và phần mặt cánh cho cái hệ tủ bếp dưới hoặc là cái mini bar, thì chúng ta sẽ làm là cái phần cánh như mình đó, tùy theo cái nhu cầu các bạn. Nếu như các bạn làm tay nắm rời thì cái việc mà chúng ta canh chiều cao thì chỉ cần đủ lọt là được. Còn nếu như mà các bạn sử dụng để làm tay nắm âm giống như mình á, thì cái cánh này chúng ta nên trừ khoảng cỡ tầm là 4 phân so với chiều cao lọt lòng. Mình sẽ để cho hở 1 phân ở phía dưới để cho cái việc nó kéo ra kéo vào nó không bị va chạm xuống dưới này. Còn phần trên á, mình sẽ hở được 3 phân để mình có thể làm được cái khoảng hở để mình đưa tay và mình kéo ra. Thì đây chính là cái khoảng hở mà mình nói với các bạn. Đó, thì khi mà mình làm cái cánh nó nhỏ hơn một xíu thì mình sẽ có một cái bề mặt nó phẳng phiu ở đây và mình sẽ cầm ở đây mình kéo ra thôi, không cần phải sử dụng tay nắm. Tuy nhiên nếu như mà cái đặc thù sản phẩm của các bạn có sử dụng tay nắm để trang trí hay như thế nào thì chúng ta có thể tùy chỉnh cái mặt cánh này, kích thước cánh là sao cho nó phù hợp. Cũng chia sẻ về kích thước chiều sâu, thì vì đây là một cái sản phẩm mini bar thì cái bề sâu của cái tủ này bên mình đang làm là 61 cm. Thì sau khi mà mình với cái độ sâu như vậy thì khi mà mình đóng bàn vào, mình để tủ vào thì cái diện tích nó vẫn rất là thoải mái, đủ để cho mình để một cái mini bar. Thì các bạn có thể tưởng tượng đây, thì thực tế là cái này nó hơi nhỏ so một cái mini bar thực tế, nhưng mà với kích thước này thì chúng ta đã đủ để một cái mini bar. Để chúng ta mở tủ lạnh ra lấy nước.
Còn nếu như mà các bạn làm ở cái vị trí thông thường, chúng ta cần tiết kiệm diện tích bề sâu, thì với cái sản phẩm này thì một cái bàn, một cái tủ có thể là kế thành bàn di động, thì các bạn sẽ dễ dàng theo dõi ở phần bên sau này, phía sau này. Đây, nếu như các bạn thấy được điểm này á, điểm này này, thì cái độ sâu mà tối thiểu mà chúng ta có thể sử dụng á, thì nó sẽ bắt đầu từ đây, từ cái điểm mà mặt bàn chúng ta đóng lại. Thì thực tế mà nếu như mà cái tủ này mình sử dụng là chỉ hoàn toàn là một cái tủ rời để mình kéo ra làm bàn thôi, thì mình sẽ không cần phải làm với diện tích là sâu là 61 như thế này, mà mình chỉ cần làm là đến đây thôi. Thì tương đương là mình sẽ trừ đi khoảng tầm 15 phân, thì nó sẽ rơi khoảng cỡ tầm là từ 44 tới 45 cm. Phụ bì tủ thì các bạn đã có thể làm được một cái bàn gấp gọn như thế này rồi. Thường thì phần này thì chúng ta có thể là làm hậu, hoặc nếu như mà cái phần nào mà cái này thì bên mình làm như này để dễ tiện theo dõi cũng như là dễ dàng lắp đặt. Còn lưu ý là nếu như các bạn mà để làm mini bar thì các bạn sẽ không cần làm hậu, vì thứ nhất là phía sau nó sẽ có ổ điện, thứ hai là để nó có được một cái sự thông thoáng, nó vừa mát cho cái sản phẩm của mình, thứ hai là nó cũng sẽ không bị gây cái phần nóng cho tất cả các chi tiết về gỗ cũng như là các phụ kiện. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video. Thì bây giờ mình xin tổng hợp lại một số cái thông số về kích thước để mọi người có thể dễ dàng nắm được. Đầu tiên là về kích thước bề ngang, thì với bộ phụ kiện này thì chúng ta sẽ có bề ngang tối thiểu là lọt lòng là 68 cm. Mình nói về lọt lòng thì chúng ta dễ hình dung, từ 68 tới 92 thì sẽ tương đương với diện tích phủ bì là từ 72 đến 96 cm. Đó là cái kích thước bề ngang. Chiều sâu của tủ thì chiều sâu của tủ sẽ dao động từ 45 tới 60 cm, tùy theo cái nhu cầu mà các bạn làm tủ này, là cái phần chứa này để làm gì. Còn cái chiều rộng, chiều dài tối đa với bộ phụ kiện này, khi chúng ta kéo ra được thì chúng ta sẽ có được một cái mặt bàn với diện tích từ mép đến mép cửa là nó rơi khoảng tầm 1m1. Thì như vậy thì với cái thông số mà 1m1, tùy biến được cái độ rộng, thì các bạn dễ dàng làm được một cái bàn ăn. Mình nghĩ rằng cái bàn ăn này nó sẽ là phù hợp từ hai người lớn, hoặc là nếu có trẻ em thì có thể là hai người lớn và hai trẻ em. Đó là một thông số mà mình nghĩ rằng là cũng rất là cần thiết. Còn về cái phần chiều cao thì hiện tại cái tủ của mình đang là chiều cao phủ bì là 85 cm. Lý do vì sao mình lại có con số này, do vì con số này nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc là các bạn có thể bố trí được chiều cao của bàn ăn. Thì như các bạn biết là với cái thông số kỹ thuật của bàn ăn á, bàn làm việc nó sẽ dao động từ 75, chiều cao từ 75 tới 77 cm. Đầu tiên nó sẽ phù hợp với lại dáng người, thứ hai nó sẽ phù hợp với ghế đó, mình sẽ lưu ý là phù hợp với ghế. Tại vì thực ra nếu như các bạn làm một cái bàn ăn nó không theo chuẩn thì cái việc mà chúng ta có thể tìm ghế để ngồi với bàn nó cũng sẽ là gặp trở ngại. Thì để có được một cái chiều cao bàn là 75 cm đến 77 cm, thì chúng ta có được cái phần chiều cao tủ. Nếu như mà các bạn làm tủ thì chiều cao tối thiểu nó sẽ rơi khoảng từ tầm 85 cm. Thì mình cũng sẽ lưu ý là đối với một số cái bếp truyền thống của mình đó, ngày xưa đó, thì thường làm cái chiều cao phủ bì mặt đá nó rơi khoảng tầm 81 cm. Đó là dựa theo kích thước lỗ ban của cha ông mình mà chia sẻ lại. Tuy nhiên nếu như các bạn có theo dõi về những cái sản phẩm bếp của châu Âu, của nước ngoài á, thì thường á, thì cái bếp đó nó sẽ là những cái bếp 85 hoặc 90. Lý do mình vì sao mà mình nói như vậy, vì nếu mà anh em nào đã thường xuyên thi công những cái bếp có những cái phụ kiện cao cấp như là máy rửa chén, thì các bạn sẽ biết rằng là để có thể sử dụng được những phụ kiện đó thì cái bếp đó là cái bếp 85 tới 90 thì chúng ta có thể sử dụng được. Thì vì vậy thì cái thông số kỹ thuật của phần này nó sẽ hơi tương đương là cái kiểu là phù hợp với những cái bếp là 85 cm. Vì vậy thì nếu như mà các bạn muốn nâng cấp
cái bộ phụ kiện này, nâng cấp cái bàn ăn này cho cái bếp của mình. Nhưng cái bếp của mình là một cái bếp 81cm, thì mình nghĩ rằng là chúng ta có nên cân nhắc lại về cái độ cao của mặt bàn làm sao cho nó phù hợp. Đó là một số chia sẻ mà bên mình nghĩ rằng là có thể là đem đến tốt nhất, rõ nhất cho các bạn về cái bộ sản phẩm này. Hy vọng các bạn thấy thích, thấy hay, thì có thể ủng hộ bên mình bằng cách like và subscribe để bên mình có được những cái động lực tiếp tục ra những video mới để phục vụ mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.